phát triển thêm lên. Mọi người về đây tu tập cảm nhận được đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã hòa thấm nhuần giáo lý giác ngộ giải thoát của Phật Đà, và hồi hướng cầu nguyện kỳ an cho toàn thể chư Phật tử, phát tâm cúng dường đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Nguyện cho tất cả chư Phật tử được tăng phước tăng thọ gia đạo an hòa, làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông, vạn điều may mắn, sống hạnh phúc trong cuộc đời, cũng như thấm nhuần đạo đức nơi Phật Pháp. Và hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cứu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu thất thế phụ mẫu của chư Phật tử được nghe kinh tỉnh pháp xa bỏ chấp ngã mê tâm tốc xả u đồ siêu sanh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thế hai yến hà thành pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam